chú. Xin chào tất cả các bạn nhé. Vậy là gia đình mình đã tới khách sạn ở thành phố Copenhagen rồi các bạn ơi. Đây là khách sạn gia đình mình sẽ ở đây nhé. Các bạn thấy tòa khách sạn này có to không ạ? Đó, và đây là đằng trước của khách sạn này. Cũng rất là tiện nhé. Mọi người có thể đậu xe ngay ở đằng trước cửa khách sạn này. Có cả bãi đậu xe luôn nha các bạn. Hiện tại thì chồng mình đang làm thủ tục check-in để vào bên trong khách sạn nha các bạn. Đó, và bây giờ thì mình sẽ tranh thủ quay một vòng bên trong khách sạn cho các bạn xem này. Yes. Wow, where is this? What is this? Hả? Elisa, thôi bây giờ mẹ con mình chuyển đến đây ở đây luôn thôi, không về nhà nữa nhá. Sao? Ở luôn đây mà, không về nữa. Đó. Wow, đến nơi rồi các bạn ơi, vừa mới vào bên trong nè. Ai đây này? Mở. This looks like toilet. Đi tắm không? Hả? Đấy đúng rồi, cởi giày ra. Cởi giày ra, để giày ở đây nhé. David, David ngồi cởi giày á, đúng rồi. Để thay quần áo nhá. Đẹp chưa các bạn ơi? Sau khi đến khách sạn nghỉ ngơi và bây giờ gia đình mình sẽ đi ra ngoài để tìm nhà hàng ăn nhá. Cả một ngày trời rồi cũng khá là đói và chưa biết là ăn gì đây. Bây giờ cứ đi đi. Gặp nhà hàng nào thì ăn cái đó đi. Đây là khu vui chơi giải trí có tên là Tivoli ở Đan Mạch, ở thủ đô của Copenhagen, Đan Mạch đó các bạn. في روس كانوا كان في لوا دوم استاشون هنا في هلاوة استور في هلاوة هنا اوكي
Google li sam i i sam i olbo where they're writing shawarma, this is the first one in Denmark open. You can see which year, I think 198. Đó, bây giờ đang đi vào phố đi bộ của thành phố Copenhagen nhé. Và ở đây thì rất là nhiều các cửa hàng quần áo, đồ ăn này, giày dép thì giảm giá cũng rất là nhiều. Đây là quán shawarma Greenhouse. Ôi, cao chưa cả tầng trên nữa này. 980. They open from 980. Cái cửa hàng này mở rất là lâu rồi. Nó giống kiểu như là phố đi bộ ở Hà Nội mình ấy các bạn. Đó, bây giờ thì đi bộ và rất là nhiều quán ăn này. Đây là quán của Trung Quốc à? Where is this place? It's not finished. No, and what a steuer. Ah, steuer. Papi too steuer. Then here, this you like it? Ice cream ấy, hả? Quần áo này giống như là Việt Nam. Con đói không? Vâng. Con đói cái này. Là con đói cái này hả? Vâng. Tí nữa ăn kem hay là ăn cái này? Ăn kem chứ cái này thì có cái gì đâu. Này, nóng đi toát tất cả mồ hôi ra rồi đây này. Đó, à, đúng không? Ừ. David, chào đi. Chào. Hi Sam, open lift here for me. Đó. Đây là shawarma.
ở bên trong. Adelam khư là ốc sà cừ. Đây là thịt bò á. Elisa, ăn khoai tây không nhá? Ăn thịt đi con. I think now this is stronger than another. This, yeah, because maybe thing different and cheaper. Video này gia đình mình xin dừng tại đây nha. Và các bạn hãy nhớ đón chờ những tập video tiếp theo để cùng gia đình mình khám phá và có những trải nghiệm về thủ đô Copenhagen ở Đan Mạch nha.